Việt Nam 0829 rút ngắn Thủ tướng chỉ thị Bộ Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp để xây dựng tiêu chuẩn chung của việc thu phí này. Theo chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng khung tiêu chuẩn chung về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động. Đây được coi là cơ sở để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá. Bộ Giao thông Vận tải chỉ rõ việc thu phí này phải được tiến hành theo hình thức hợp đồng BOT và nhà cung cấp dịch vụ thu giá chuyển sang thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng, bảo đảm nguyên tắc chỉ sử dụng một công nghệ thu giá dịch vụ thống nhất trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu dừng hoạt động thu giá đối với các dự án không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử tự động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại quyết định số 07/2017/QĐ-TTg. Việc dừng thu phí này chỉ được xóa bỏ khi đơn vị nhà thầu triển khai tổ chức thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng. Cụ thể, quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ghi rõ yêu cầu về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các dự án BOT giao thông đường bộ trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên chậm nhất đến ngày 31/12/2018 phải bàn giao, chuyển toàn bộ sang thu phí điện tử. Lộ trình cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Đối với trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được xây dựng sau ngày 1/1/2019, nhà đầu tư phải thực hiện bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi được nghiệm thu, đưa vào sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá. Với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng chậm nhất đến ngày 31/12/2019, phải bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ. Theo thống kê từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến ngày 3/2/2018, có 17 trong số 28 trạm thu giá dịch vụ đường bộ BOT đã triển khai làn thu phí tự động không dừng, gồm trạm cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Bắc Ninh, Tân Đệ, Thái Bình, Mỹ Lộc, Nam Định, Hoàng Mai, Nghệ An, Quán Hào và Tơ Cô Quảng Bình, Quảng Bình, Phú Bài, Bắc Hải Vân, Huế, Hòa Phước, Tam Kỳ, Quảng Nam, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Toàn Mỹ 14, Đắk Nông, Đức Long 1, Đức Long 2, Gia Lai, Bến Thủy 1 và 2, Nghệ An, Trạm Cầu Đồng Nai, Nguồn, Pháp Lu.